Sao nó vào đây rồi? Mẹ đâu? Mẹ đi về rồi. Ơ kìa, anh đã kịp đưa tiền cho mẹ đâu mà mẹ đi về rồi. Em vừa đưa cho mẹ một ít rồi anh ạ. Mà một ít thì làm sao mà đủ được? Bố đang ốm nặng như thế cơ mà. Em đối với chửi mẹ như thế sao? Mẹ lận lợn từ quê đến đây, thậm chí còn chưa ăn uống gì cả. Thế mà em để mẹ đi về, em là con kiểu gì vậy? Thôi đi ra tìm mẹ, em vào nấu cơm đi. Mẹ mà có vấn đề gì ấy, là em đừng trách anh đấy. Thôi mẹ đi đâu mà nhanh thế, con vừa vào nhà một tí mà mẹ đi mất rồi. Thôi mẹ đi vào nhà nghỉ ngơi với con một lát đã. Nhá, xong một lát đi đâu rồi đi. Mẹ không sao đâu, xe buýt sắp tới rồi. Thôi, mẹ vào nhà với con đã. Đi, mẹ vào nhà ngồi với con. Thôi, mẹ không vào đâu, quần áo mẹ bẩn lắm. Ê à, không sao, mẹ cứ đi vào đây với con. Đây, đây, mẹ ngồi đây. Nhà con đẹp quá, vừa sạch vừa mát. Mẹ à, đây mẹ cầm cái số tiền này, mẹ đóng viện phí cho bố, giúp con nhá. Nếu mà không đủ thì mẹ bảo con. Mẹ cảm ơn con trai nhé. Mẹ, chúng ta là một gia đình, khi bố gặp khó khăn thì chúng con phải có trách nhiệm với bố. Mẹ yên tâm nhé. Mẹ, em đi vào đây nói chậm chút. Em xem, em đối xử với mẹ như thế mà được à? Em không thương mẹ tí nào à? Tiền em đang dồn hết vào cửa hàng mới của anh mà. Hơn nữa, tiền tiêu vặt của em đều đưa hết cho mẹ rồi. Còn chuyện con cái thì sắp vào học nữa. Tiền không kiếm vào lúc này thì kiếm vào lúc khác, lo gì? Nhưng hiện nay bố đang bệnh như thế, chúng ta phải lo cho bố trước. Ông bà đã vất vả nuôi mấy chị em như thế, bây giờ anh với em phải có trách nhiệm lo cho ông bà chứ. Anh thực sự đối xử quá tốt với bố mẹ em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thôi, không có gì đâu, em ra mau xin lỗi mẹ đi. Mẹ, con xin lỗi là do con không hiếu thảo. Con nhớ khi còn nhỏ, mẹ đã bỏ ra rất nhiều tiền để chữa bệnh cho con. Mà bây giờ, bố lại đang cần tiền chữa bệnh, mà con lại như thế. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận con nhé. Không sao đâu con ạ, mẹ không giận con đâu. Mẹ...